Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay mình sẽ làm một cái video, anh em nhìn thấy đằng kia không? Anh Sơn đang chờ mình sẵn ở đó rồi để mình sẽ chuyển cái máy xúc này lên xe ô tô anh em nhá. Nhưng mà trước khi lên thì sẽ hộ anh kỹ thuật anh ấy dằm một ít cái đống cát này. Đấy, cái đống cát này là hôm trước là đổ bê tông nhưng mà nó bị lẫn cái nước xi măng vào đây các bác, nên nó đang bị vón cục ở đây này. Đó, thì bây giờ mình đang gọi là dằm ra cho cái anh kỹ thuật anh ấy đỡ phải dùng người. Đó. Cái này nó rất bé cho nên là rất là khó làm. Đó. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video đó là chuyển máy xúc lên và xuống xe ô tô anh em nhá, chuyển đến một cái công trình mới. Chuẩn bị tiếp tục một cái series là một cái công việc ở một chỗ mới. Đó. Rất là nhiều những cái cục nhỏ nhỏ đấy nhá. Này thì máy dí thì dí nhẹ thì nó cũng bung thôi nhưng mà nó cũng có ít các bác thì không bỏ. Rồi, mình sẽ đây có một gốc xà cừ cực kỳ to này. Đây, còn một ít ở bên này nữa. Video tới này mình chuẩn bị chuyển máy đến là như là đi làm ở một cái vườn như vậy. Thì nghe có nghe từ này như bỏ qua như vậy. Còn một cục cái xi măng này thì là nó là như kiểu măng tinh. Đấy, cái này nó ít rồi. Dùng răng thì nó sẽ không cào được nhiều, mà dùng quay toa thì đúng với cái thế này thì máy mình không thể quay được. Đó. Gạt nó lên. Dùng xe nó ngủ rồi nhá. Đây, Sơn anh ấy đã di chuyển xe về đây rồi. Ok nhà nhá, đây đây nó lại ra mấy cái viên bón bón này này. Bón bón. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ vệ sinh qua máy xong sau đó là chuyển máy xúc lên xe nhá. Bên trên này thì nó có dây điện. Thank you.
trống luôn này. Hôm nay mình lại đi cái ven ở đằng sau rồi. À, đi ven đằng trước. Đó. Trên này nó có dây điện. Tiến vào sâu hơn nhá. Nhấc cái ven lên một chút. Chống dựng nó lên. Nhấc cái ven này không tiến nó vào anh em nhá. Tiến vào thì không cần nhìn dưới cũng được, mình chỉ nhìn ghế ở cái phần bên của mình này thôi. Đó. Như vậy là nó sẽ lên thôi. Đưa nhiều bác là cứ hay phải nhìn ra đằng sau nhưng thực tế là không phải nhìn. Cứ nhìn một vé này là ok. Đó. Ok. Dạ. Vâng. Sổ ngoài kia. Chào em thị. Đây mình sẽ để ở đây. Chạy ra ra là chưa có chìa khóa. Sẽ đi là lấy chìa khóa nhé. Thôi, lát nữa sẽ chờ đi sang cái về bên kia thì mình sẽ quay video tiếp cho anh em nhé. Khi mà xuống máy, mình sẽ làm tiếp video cho anh em. Ok. Ok các bác nhá. Đấy, mình sẽ chuyển cái máy xuống đây và xúc rác lên xe ô tô. Vừa rồi thì chuyển qua một cái công trình đường nó đi cũng cách đây khoảng độ 3 cây số anh em nhé, 3 cây số mới ra đến cái chỗ này. Để cho nó ra thẳng đây luôn. Chỗ này thì nó cũng vừa phải đó, không hẹp quá mà không rộng quá. Đó. Bên trên nó có dây điện nhưng mà mình sẽ hạ thấp cái cần nó. Quay toa bây giờ lại yếu. Quay toa lại yếu. Sao nó yếu nhanh thế nhỉ? Lúc trước sửa xong thì nó quay mòn lắm, nhưng mà bây giờ thì nó yếu. Chỗ này thì nó hơi mắc cái ấy một chút, dây điện một chút. Đống rác này anh em nhé, múc hết cái rác này lên xe ô tô. Mình thấy nó cũng khá là to đấy. Rồi anh Sơn anh quay xe. Cái nắp đít này nó bị kẹt, các bạn, nó bị kẹt vào cái móc cẩu hàng ấy, cho nên là bây giờ là mỗi một lần thay cái mở cái nắp đít này ra là nó bị sập vào đó, là nó toàn bị kẹt vào đó. Đấy, anh Sơn quay đầu con xe lại xong rồi đứng sang cái về bên này nhá. Mình sẽ để cái này sang đây. Cái này của mình nó hơi bị sập xuống này, lâu lâu mình đứng là các bác nhìn là nó hay bị mắc vào cái chỗ này này. Cao lên tí nữa thì đẹp, nhưng mà cái máy của mình nó toàn nó bị thấp quá. Bên trên này có một cái dây điện này. Tiến lên một tí đi. Đúng là sát quá. Mình sẽ lùi lại một chút. Được rồi, đứng như này được rồi. Không đứng như này mình múc cái gầu nó cần nó ngang ra thì không sợ. Cứ hết rác đi thôi, múc rác trước. Tất cả vẫn hết. Trong này là toàn bộ
dụng nó là kho anh em, kho bốc dỡ hàng hóa đó. Này người ta đốt rồi nó không cháy được. Đấy, những cái cây này trước. Đây cây này trước phải cho dưới trước. Cái ben lên để cho xỉ nó khỏi rơi vào cái đầu ben của mình. Tại vì cái giống xỉ nó nhẹ này nó hay bị đủ, nó hay đủ cái rác đi lắm, nó hay đủ cái đất đi lắm, rất là khó tránh. Nhưng mà đất thì có thể là nó mình tì lại được, nhưng mà cái rác này nó sắp đầy ở đây anh em. Móc cái ngoài này trước, chờ xe đi thì mình sẽ dập cái đó sau nhé. Toàn rác ấy. Đi đi. Này chở đi ra đường cho nên là phải vừa vừa thôi, không có nhiều quá là nói. À, bây giờ mình sẽ dập cái cây này, cành này xuống ạ. Cánh thì vào dây điện này em nhá. Ra nên mình hót ở phía ngoài này cho nó đỡ mắc dây điện nhé. Đó. Rất là nhiều rác không phải ít thôi. Đó. Thank you.
Còn 3 ngày các bác mới bốc vác, các bác đã làm xong rồi sao? Người ta về hết rồi. Đằng trước này là cây na anh em nhé. Cây na này thì mình sẽ để nó lại không động, không động gì đến nó đâu. Ok, rồi lại này. Thế đằng sau này không có ai. Đứng nào chỗ này. Ô đây là nữa anh Sơn sẽ đứng ở cái ghế bên ngoài này nhá. Anh Sơn đã đứng ở cái ghế bên ngoài này. Lên. Thôi cái video này của mình nó cũng khá là dài rồi đấy các bác nhá. Thì hôm nay mình chỉ làm một cái video ngắn như này thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Chúc anh em có một ngày làm việc hiệu quả. Đó. Hẹn gặp lại anh em ở video vào ngày 18 giờ tối ngày mai anh em nhá. Thì mình sẽ có những cái video mà mình đăng toàn bộ nó là vào 18 giờ tối hàng ngày các bác nhá. Bởi vì bây giờ cái mùa này là cái mùa đông, cái thời tiết nó tối nhanh cho nên là các bác nghỉ là khoảng 8 giờ là các bác nghỉ rồi. À 6 giờ, 18 giờ là các bác nghỉ, 6 giờ tối là các bác nghỉ rồi. Chính vì vậy là tầm đó là xem video mới là ok. Đó. Thì thôi mình xin kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Chúc anh em có một ngày làm việc hiệu quả nhá. Ok, chào mọi người.